quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thời tiết cuối cùng trong ngày hôm nay, 20 tháng 12 của kênh VTC14. Thưa quý vị, ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, khiến cho các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa nằm sâu trong khối không khí lục địa có bản chất khô. Do vậy, độ ẩm trong không khí tại khu vực giảm dần và có mưa nhỏ ở vài nơi. Sáng sớm sẽ có sương mù rải rác, nền nhiệt trên toàn khu vực tăng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay dao động trong khoảng từ 19 cho đến 22 độ. Riêng khu vực hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên do ít chịu tác động của không khí lạnh nên nền nhiệt độ có phần cao hơn, phổ biến từ 24 đến 27 độ. Về đêm nhiệt độ lại giảm xuống, dao động từ 15 đến 18 độ, vùng núi nhiệt độ duy trì ở mức 11 đến 14 độ. Hôm nay tại các tỉnh ven biển miền Trung, mưa cũng đã giảm hẳn, chỉ còn mưa nhỏ rải rác, tập trung ở khu vực từ Quảng Trị cho đến Phú Yên. Nhiệt độ các tỉnh phía Bắc cũng tăng nhẹ, tuy nhiên trời vẫn còn rét về đêm và sáng. Phần phía Nam nền nhiệt ít biến đổi, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 28 cho đến 31 độ. Các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ do nằm ở rìa xa của khối khí lạnh nên trời duy trì trạng thái ít mưa, toàn khu vực chỉ có mưa ở một vài nơi, lượng mưa không lớn, ban ngày trời có nắng nhưng nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phổ biến ở mức 29 đến 32 độ. Tại các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng 30 đến 33 độ. Dự báo trong 24 giờ tới, không khí lạnh đang trong quá trình suy yếu và di chuyển dần ra phía đông nên trong đêm nay và ngày mai, tại khu vực Bắc Bộ thời tiết trở nên khô ráo hơn. Tuy nhiên trời vẫn còn khá âm u, nhiều mây và có sương mù rải rác vào sáng sớm làm hạn chế tầm nhìn, gây cản trở lưu thông. Đến trưa chiều trời giảm mây hửng nắng, đưa nền nhiệt tăng lên và đạt mức cao nhất khoảng từ 23 đến 25 độ. Riêng một số nơi thuộc khu vực vùng núi phía Tây, nhiệt độ phổ biến ở mức 26 đến 27 độ, trời ấm áp hơn. Trong đêm nay và ngày mai, do khối khí lạnh yếu đi nên những luồng gió đông bắc trên khu vực Trung Bộ không còn mạnh mẽ, mưa giảm hẳn ở các tỉnh ven biển miền Trung, có chăng chỉ là những cơn mưa rào nhẹ với lượng không đáng kể. Ở phần phía Bắc, tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh, trời cũng ấm lên nhanh. Vào đêm và sáng, nhiệt độ sấp xỉ 20 độ. Vào ban ngày, đôi lúc có nắng nhẹ, nhiệt độ hầu hết trên 24 độ, có nơi lên đến 26 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là những nơi có nền nhiệt và số giờ nắng trong ngày cao nhất trên phạm vi cả nước. Trong đó, các tỉnh miền Đông Nam Bộ có mức nhiệt cao nhất trong ngày lên tới 32 đến 35 độ, tạo cảm giác khá nóng bức vào lúc giữa trưa. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi dự báo chi tiết cho các khu vực. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày mai 21 tháng 12 thì khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời còn rét, nhiệt độ cao nhất là từ 22 cho đến 25 độ, có nơi từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 25 độ, còn nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi từ 10 đến 13 độ. Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận trời nhiều mây, đêm và sáng sẽ có mưa nhỏ và sương mù, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất là từ 22 cho đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời còn rét. Nhiệt độ cao nhất từ 24 cho đến 27 độ và nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ. Khu vực Trung Trung Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ. Còn khu vực Nam Trung Bộ thì mây thay đổi, có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ. Còn nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ban ngày trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, ban ngày trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 35 độ, còn nhiệt độ thấp nhất là từ 22 cho đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ. Khu vực Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa có mưa ở một vài nơi, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió Đông Bắc hoạt động ở mức cấp 5, nhiệt độ trong ngày là từ 25 đến 29 độ. Quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 26 cho đến 31 độ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đêm nay. Chúc quý vị và các bạn một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại!